Nhật giá xe Suzuki Etiga niêm yết và lăn bánh mới nhất đầy đủ các phiên bản. Suzuki Etiga là mẫu xe MPV 7 chỗ sở hữu khoang nội thất rộng rãi, các trang bị tiện nghi hiện đại và nhiều tính năng an toàn, cùng chi phí sử dụng thấp bậc nhất phân khúc. Đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Suzuki Etiga sẽ là các mẫu xe 7 chỗ Mitsubishi Spander, Toyota Rush, Toyota Avanza tại Việt Nam. Suzuki Etiga 2021 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia phân phối với 05 màu sơn ngoại thất: trắng bạc, trắng ngọc, đỏ, xám bạc, xanh ngọc. Suzuki Etiga 2021 gây ấn tượng bằng một vóc dáng thanh thoát và đẹp mắt hơn thế hệ cũ. Kích thước của xe đạt 4.395/1.735/1.690 mm. Khoang chứa đồ của xe có dung tích 153 lít, nhiều tích hợp gói phụ kiện riêng. Suzuki Etiga 2021 khiến nhiều người liên tưởng đến Mitsubishi Spander. Mẫu xe đa dụng của Suzuki được hình thành dựa trên cấu trúc Hotex, Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt họa tiết kim cương. Logo tại vị trí trung tâm cùng viền chrome sáng bóng. Đèn pha projector kết hợp với giải đèn LED chạy ban ngày. Suzuki Etiga 2021 phiên bản GLX-AT sẽ sở hữu la răng hợp kim mài bóng kích thước 15 inch với thiết kế mới, thay cho bản trước đơn giản hơn. Thiết kế đuôi xe thể thao hơn khi kết hợp với cụm đèn hậu hình chữ L khá giống Spander. Cột đê sơn đen tăng thêm sự thanh thoát cho xe và cụm đèn phanh trên cao tích hợp cánh lướt gió mang lại cảm giác thể thao, mạnh mẽ. Suzuki Etiga 2021 sử dụng ghế ngồi bọc nỉ tương tự các đối thủ trong phân khúc xe đa dụng. Rất có thể ghế ngồi trên xe chỉ là loại chỉnh cơ. Hình ảnh khoang nội thất của Etiga GX đã giảm bớt nhiều tính năng như ga tự động cruise control hoặc hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe sở hữu màn hình cảm ứng 6,8 inch đi kèm đầu DVD. Vô lăng xe là loại bọc da kết hợp với ốp giả gỗ. Trang bị tiện nghi của xe chỉ dừng lại ở mức cơ bản gồm điều hòa chỉnh cơ một vùng hai dàn lạnh, nút bấm khởi động, gương chiếu hậu chỉnh điện kết hợp xi nhàn, cửa hút gió cho hàng ghế sau, phiên bản GLMT còn được bổ sung thêm bệ tỉ tay, màn hình cảm ứng 6.2 inch tích hợp camera lùi. Suzuki Etiga 2021 trang bị động cơ K15B. 4 xi lanh thẳng hàng 1,5 LVVT, cho công suất tối đa 104,7 mã lực tại tốc độ tua máy 6.000 vòng phút. Mô men xoắn tối đa 138 Nm tại tốc độ tua máy 4.400 vòng phút. Toàn bộ sức mạnh được điều phối bằng hộp số sản 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Những công nghệ an toàn trên Suzuki Etiga 2021 gồm túi khí kép cho hàng ghế trước, hệ thống chống bó cứng phanh IBS cảm biến lùi và phân bổ lực phanh EBD, bản cao cấp sẽ được bổ sung hệ thống cân bằng điện tử, ưu điểm, cộng thiết kế ngoại thất và nội thất đẹp hơn thế hệ trước, cộng khoang cabin rộng rãi, thoải mái, cộng tiết kiệm nhiên liệu, vận hành mượt mà, cộng giá bán hấp dẫn nhất phân khúc, nhược điểm, trang bị an toàn bị hạn chế, cảm giác lái tẻ nhạt, hệ thống treo cứng, nội thất cần cải thiện.